đón chị Cinderella công chúa Lọt Lem của chúng ta mà cũng nghe trời cho công chúa Lọt Lem luôn nè. Và hôm nay mình cũng có một cái fan đợi top 3 tụi mình từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối để đưa ba ly tiền thưởng mà top 3 giờ sáng tụi mình đang kịp không? Alo, người ta đáp rồi đó, đi ra đó giờ. Ngọc ơi. Não gì chung ơi. Sao nói chứ để gì?
chị thanh lịch mấy đứa kỳ cục ghê. Hiện tại thì bạn Ngọc đang đi vệ sinh. Rồi Bảo Ngọc mình nói vậy cho nó hên. Dạ, lấy tiếng. Nói cho có hùng, cho ác tiếng. Sao không hồi năm không? Rồi Bảo Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hiện tại thì rất là sẵn sàng đó. Thì lúc đầu mình nhận tin đó thì cũng bất ngờ. Nhưng mà bây giờ đây thì khi mà nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các giải trí cũng như là nhà thiết kế và rất nhiều các designer nữa thì tôi cảm thấy là mình đã có đủ cái điều kiện để mình có thể là tự tin trên sân khấu cùng với sự phát triển đồ rồi. Mình có rất là mong mọi người sẽ đồng hành cùng mình trong những tới nha. Từ Malaysia về á, anh Nam bị mất cái vali. Bữa nay nó đã tìm được ở bên Bất Vưởng, bên sân bay, bên Kuala Lumpur và nó sẽ trả. Áo dài. Vậy mà anh Nam định đang ủ thu là trong què là trong lạnh. Đây mọi người nói nè, áo dài sen vàng trọn luôn đẹp hả? À, dễ thương quá gì Dung ơi. Mà chị mọi người thấy chị đứng với Bảo Ngọc có thấy mặt Bảo Ngọc không? Con quay ngang mặt chị thì sẽ thấy tới đầu của Bảo Ngọc vậy hả? Thấy tới cổ. Như chưa tới cổ, chưa tới lỗ tai dưới. Tới cổ không anh Phong? Tới, tới. Tới đây. Ôi xin lỗi chị. Tới đây, tới đây, tới đây. Đây, đây là đông, đông đây. Đây là dấu của Bảo Ngọc. Đông đông. Đúng nghĩa là đúng tới bụng nha mọi người. Chị Dung đồng đi. Chị dìm em trước công chúng. Bao nhiêu mắt xem chị dìm. Bây giờ sao ta? Bảo Ngọc á. À, cái gì ta? Chăm ông Ngọc. Vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây. Lớn rồi. Đây là chờ quản lý truyền thông. Còn đây là quản lý truyền thông nữa. Đây là ngọc nhỏ, đây là ngọc lớn. Ngọc nhỏ nhưng rất lớn, ngọc lớn nhưng rất nhỏ. Mai mốt mình kêu thêm Trúc Nguyên vô nữa. Ủa có điểm là chữ B nè, Victory nè. Tú Tú đâu? Tú đang bệnh đón đòn. Mai còn thấy đổi hình này đẹp em á, mốt này lồi lõm thiệt nè. Đổi hình rất là đều, đều dễ sợ đều. Bình thường chỉ thấy cầm hồng ngọc cũng bốc lửa, cũng đàng hoàng tử tế thì nhưng bữa nay mini size mini XL XL cô hoa hậu đi một tiệm cô đi kim là tên là rất là đặc biệt, rất đặc biệt. Cinderella. Đúng rồi, đúng rồi. Giống như tên sinh ra để làm hoa hậu. Cô này là phải gặp Annie. À em Annie nó gặp cái áo của anh Bảo rồi. Của anh Huy không, cái áo của cô ảo màu xanh á, à, là nó nói Elsa, Elsa. Đúng rồi, dì Dung như học sinh cấp 3 vậy. Ôi là trời. Dán cộng sinh mà mặt của mình. Dán thị nha, chứ không được tôi vui niệm nữa. Bảo Ngọc sẽ lên đường vào ngày 25 tháng 9 nha mọi người. Bắt đầu cuộc thi là 27 tháng 9 và chung kết là 14 tháng 10. Còn ngày mấy về chưa biết. Mọi người. Đi chứ mà bạn đi vô không sao.
đứng thì sẽ bằng nhau. Ba chú ơi. Rồi. Please look at me. Yeah, okay. Yeah. Look at this camera please. Đơn. Rồi, sao mình đi tiếp qua đây giùm nè. Okay. Chị đi. Cho phía sau này chụp đẹp hơn á. Cứ lắng tới rồi sao đi, cứ lắng tới rồi xin chụp hình, xin chụp hình luôn, lắng tới không nghe.
How do you feel when you come from? Oh my God, I'm so happy to be in the beautiful country of South Vietnam. It feels like home because the people here are so warm, so accommodating. I'm very much excited to explore your history, your culture, your amazing cuisine, and of course to meet the beautiful Bao I met her earlier. And I'm so excited to spend my days here in Vietnam with her. Thank you. Okay.
you so much. Take a photo with us. This contains some traditional cake and fruit. We take some energy in one more box for Mr. Michael, but so sorry that he didn't come with us. We already booked two rooms. Yeah, let us cancel later. Cindy, wait a minute, I'll just message you on Instagram. I have a plan on the message, so just message me. Yeah, sure. Yeah, get off. Ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBIT. Chúc các bạn những ngày tốt lành.